lành. Nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một ruột búa rất to trên má. Nếu không có cái búa trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái búa xấu xí này. Đâu như con lành, cái búa ở ngay giữa mặt. Con lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao mà dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái búa xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị lụa cũng có cái búa giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái búa của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái búa này. Cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái búa này. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn à? Hại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lòng cầu dòng nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu dòng. Hà, hát hay quá. Quỷ nhỏ. Chị biết em sao? Chị chơi với em đi. Chị hát đòn dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu. Chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận, nó ghê lắm, nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày,
nó xé xác mày ra, chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó, nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa, tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. À, nấm kìa, mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia, ai cho người hái nấm trong đất của ta? Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá cái con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ, con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi, đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc, tôi không định đập về nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mẹ. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy ngươi cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì ngươi chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Bài hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ơi, cò bay lạ, lạ bay, bay lạ, bay từ, là từ cửa mũ. Quay ra, ra cánh đồng. Tình tình tan là tan tình tình. Cô mình rằng, ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá, quỷ nhỏ ngủ rồi. Người à, hãy dạy cho ta hát hay như người đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi. Là a i a đồ nàng.
bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nà, bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cái cây lúc lắc, có nhà thì chim hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, Phú ông Phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị ở lại với em đi. Chị hát hay, lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà Phú ông rồi. Ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho ba nhé. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra về rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đón người đến dạy hát, sao người lại bỏ chạy? Tại người làm ta bất ngờ quá mà. Tay của người ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Người đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Người dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lông cổ xuống. Người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, chờ với em đi. Tránh ra, cái đồ đớm ghét này. Đây không phải chị hát hay, đây là con gái Phú ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó. Tôi cũng hát hay mà, tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. À!
chúng tôi đi. Tha chúng tôi đi. Không dám nữa đâu. Trả lại cái bưu lạnh tinh của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người nào. Ta không lấy đâu. Ta ngớ rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trang đi. Làm ơn. Ngươi thật xấu tính. Dám lừa ta đi lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái búa trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái búa xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái búa xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái búa trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nhỏ xấu tính đó. Dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Ngày xưa có một cậu bé thần đồng thông minh chăm học, một côi mẹ sớm, sống với cha tại một ngôi làng nhỏ xa kinh thành. Cả nước chỉ có con và một đứa bé 2 tuổi thi. Đương nhiên là con đổ rồi. Thật quá đơn giản. Cha phải dạy lại con mới được. Cha, cha ơi, tha cho con đi mà. Cha ơi, tha cho con đi mà. Đi con, vậy học bài rồi coi nhà cho cha đi làm. Thuyền quan chỉ là một giấc mơ. Cha ơi, con thuộc rồi, cho con đi làm với cha đi cha. Mới đó mà đã nhớ hết rồi à? Đâu, đọc cho cha nghe. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất truy lý. Thôi được rồi, vậy đi làm cùng cha cũng được. Nhưng mà cha nói trước là cực lắm đó. Ơi, hai cha con đi đâu sớm vậy? Ăn sáng chưa? Vào đây một lát. Vậy cháu cho bà. Hai cha con đem thêm đồ ăn theo lốt dạ. Cha con cháu cảm ơn bà. Làm phiền bà quá. Đậu, đi con. Cháu cảm ơn bà. Thưa bà, cháu đi đây. Hôm nay mình phải dọn sạch chỗ này đó con. Ông bác hộ đâu cha? Lát nữa ông ấy mới đến.
hôm qua ông đã chỉ cho cha làm ở chỗ này rồi. Nè, hai cha con mày làm xong rồi đó hả? Dạ xong rồi, ông cho xin tiền công. Hết nhiều à, ông cho xin 10 hào ạ. Sao đắt vậy? Chỉ có mấy vuông cỏ, ít cây mục mà lấy 10 hào, 5 hào thôi. Dạ thưa, vuông cỏ của ông rộng gấp đôi vuông cỏ bình thường, còn cả chục khúc cây và lấp hố nữa ạ. Bẩm ông bá hộ, nếu cháu nhớ hết mọi việc hai cha con cháu đã làm thì sao ạ? Thiệt hả? Nếu vậy ta sẽ trả luôn 10 đồng, chứ đừng nói là 10 hào. Nhưng nếu mày nhớ không đúng thì sao nè? Vậy hôm nay cháu sẽ làm không công cho ông bá hộ. Được, cứ vậy đi. Hôm nay cha con cháu đã phát 25 vuông cỏ, dọn 40 cây gỗ mục và 15 hòn đá tảng lớn nhỏ, đổ 125 vỏ lá cây và lắp 60 hố các loại ạ. Thiệt hả? Không tin thì ông bá hộ cứ kiểm tra đi ạ. Chính xác, thằng này hay thiệt nha. Vậy ông sẽ giữ lời hứa trả cho cha con cháu 10 đồng chứ ạ? Được thôi, tự nhiên cá cược với nó làm chi cho mất tiền quan. Dạ, cảm ơn ông bá hộ. Đúng vậy, có tin là họ sẽ mượn cớ sắp đi chinh phạt mà tăng cống nạp của nước ta đó. À, thưa bệ hạ, thần xem chiêm tinh có một ngôi sao sáng ở hướng đông, chừng như là trời ban hiền tài đến giúp đỡ chúng ta. Thật vậy sao? Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi kiếm người đó nào. Nhưng phải nhanh lên, vì tên sứ giả đó sắp đến rồi. Thần tuân chỉ. À, nghỉ tại một lát đi con. Con voi đẹp đó, giá mà nó biết đi nữa ha. À, con biết rồi. Chúng ta đã đi khắp nơi thử tài mọi người rồi mà người vẫn chưa ưng ai. Thưa bệ hạ, lão gia, hay là ta quay về? Ngươi phải kiên nhẫn tìm kiếm, nhân tài đâu có tự chạy qua lại trước mặt ngươi được. Cái gì mới chạy qua vậy? Dạ, hình như là... Có làm đâu trên đây cha? Này cô bé kia, đó có phải là con voi không vậy? Dạ thưa ngài đừng có mắng cháu, trẻ nhỏ bài trò chơi thôi ạ. Nó còn biết đi nữa à? Cháu tự nghĩ ra những bộ phận cử động được cho con voi này sao? Dạ vâng, thưa ngài. Cháu còn bé mà có vẻ thông minh đó. Vậy cho ta hỏi, một ngày trâu của cháu cày được mấy đường? Nếu cháu đáp được, ta sẽ mua con voi đất này xem như là thưởng cho cháu. Dạ thưa ngài, ngài chỉ cần trả lời cho cháu biết người của ngài một ngày đi được mấy bước. Nếu ngài đáp được, cháu xin tặng con voi đất cho ngài. Giỏi lắm, rất thông minh, còn có chí khí nữa. Vậy ta đố cháu, cày trên đồng ruộng trắng phao, khi khát uống nước giếng sâu đen ngòm, đó là thứ gì? Dạ thưa, đó là cây bút mực. Khi cày, tức là khi viết trên giấy trắng, còn khi khát là khi hết mực thì lại chấm vào nghiêng mực đen ngòm đấy thôi. Thế còn hạt gieo tới tấp rải khắp ruộng đồng, đã gieo mà chẳng nảy mầm, làm bao hạt khác mừng thầm mọc xanh. Dạ thưa, là hạt mưa ạ. Cháu bé quả thật là thần đồng, xin hãy nhận lấy nén vàng này của lão gia đây xem như quà làm quen. Bà ơi, bà sao thế này? Bà lỡ tay làm tàn bếp bay vào vách, cháy cả hàng nước mất rồi cháu ơi. Cả cuốn sổ nợ cũng cháy mất,
bao nhiêu vốn liếng mất sạch rồi. Bà bình tĩnh lại đi bà. Bà có nhớ tên ai không hả? Không, làm sao mà nhớ được. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tiền. Bà ơi, có phải là cuốn sổ đỏ không bà? Đúng rồi cháu à. Bà ơi, lần trước cháu có xem qua nên đã nhớ hết rồi. Hay cháu giúp bà ghi lại nha. Thật không? Dạ thật mà. Không tin thì bà cháu mình cùng đến nói xin lấy lại tiền nợ để tu sửa quán. Nếu người ta có đánh mắng thì cháu xin chịu. Được, coi như đây là thử thách của cháu. Nếu cháu đòi được hết nợ cho bà cụ, ta sẽ thưởng thêm một nén vàng. Cha thằng Đậu à, đúng hết, không sai một người nào. Ai cũng thông cảm và trả cho tôi đầy đủ, không có thiếu ai hết á. Quả là kỳ tài. Ta giữ lời hứa, thưởng cho cậu bé thông minh như cháu. Xin ngài hãy cầm theo. Lương trời có vũng nước trong, lòng tôm cá lội, hoài công chẳng gần, để giải khát dọc đường ạ. Rất lém lĩnh. Được thôi, cảm tạ chú bé, ta đi đây. Thật là một cậu bé thú vị. Đúng vậy thưa bệ hạ, có thể đó là nhân tài sẽ giúp chúng ta. Thật đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được tin báo không đầy một tuần nữa sứ giả nước láng giềng sẽ tới. Nhưng ta vẫn muốn thử thách họ một chút. Mau lên, mau lên. Trời, có chuyện gì vậy? Sao tập hợp mọi người gấp quá vậy? Dân làng nghe đây, ta là quan cận thần thân tín của nhà vua, hôm nay đến đây để ban mệnh lệnh của thánh thượng. Được biết làng này chuyên về chăn nuôi không đâu bằng. Nay ta ban cho làng 3 con dê, trong vòng 2 tháng phải nuôi cho chúng đẻ được 9 con dê cả thảy, để tiến cung mừng thọ ta. Cam thử. Thưa đại quan, việc nuôi dê chúng tôi không có ý kiến, nhưng đây là dê đực kia mà. Ý ngươi là nhà vua đã lầm. Dạ, tôi đâu có ý đó. Nhưng ngài thấy đó. Ta không biết, ta chỉ đến truyền đạt thánh ý thôi. Ta phải về phụng mệnh đây. 2 tháng nữa ta sẽ trở lại thu kết quả. Cha kể cho con nghe đi, biết đâu con lại giúp được gì. Con là con nít thì giúp được gì. Quả mai, nếu con làm cho con dê đực nó đẻ được thì mới xong con à. Cha ơi, cha nói như buồn cười thế. Dê đực làm sao mà đẻ được hả? Vậy mà nhà vua vừa lệnh cho chúng ta làm như thế đó. Cả làng sẽ phải chịu tội nếu trong 2 tháng mà 3 con dê đực không đẻ ra 9 con dê con. Lệnh gì mà lạ quá nhỉ? Con nghĩ ra rồi, chúng ta hãy xẻ thịt lũ dê thôi. Cái gì? Cả làng Đậu đang hoang mang lo lắng thì Đậu đã có cách. Thấy cha con thằng Đậu bảo là có cách rồi bà con à. Có thiệt là được không đó? Dân làng xin hãy trật tự. Chúng ta hãy nghe cha con anh Đậu nói cách ứng phó với lệnh vua ban. Mời cha bé Đậu trình bày, anh có cách gì? Hay là cách của tôi là thịt chúng à? Sao vậy? Anh nói lớn lên chúng tôi mới nghe được. Cha nói đi cha. Thịt chúng đi à? Thưa trưởng làng, thưa bà con dân làng,
Cha con nói là chẳng mấy khi có lộc vô ban, chúng ta cứ nhả thịt ba con dê ra ăn thỏa thích đi ạ. Cái gì? Trời đất ơi, giết ba con dê vậy hả? Trời ơi, có cái cách gì hay lắm. Trời ơi, cách ứng phó là thay vì hai tháng nữa rơi đầu thì rơi đầu luôn bây giờ cho rồi đó hả? Hai cha con hãy rút lại lời nói đi. Đây là cách mà hai cha con anh nói đó hả? Không làm cho bọn dê đẻ được thì thôi, lại còn giết chúng đó. Giết rồi, chúng ta lấy gì mà báo với chùa đây? Thưa trưởng làng, thưa bà con, xin hãy nghe cháu. Đây chẳng qua là lộc vua ban, nhưng lại muốn thử tài chúng ta. Này, nếu dân làng không tin, xin hãy làm giấy cam kết. Mọi trách nhiệm thì cha con cháu chịu. Trời ơi, con có biết là con đang làm gì không? Đó là tội khi quân, cả hai cha con chúng ta cùng rơi đầu đó. Cha cứ tin ở con đi. Nếu thịt ba con dê rồi, cháu định sẽ nói với vua thế nào khi quan quân người ta đến đây? Dạ thưa, cháu muốn xin với làng nhả thịt ba con dê, làng ăn hai con, còn một con cho cha con cháu lên kinh đô lo liệu ạ. Cháu định lo liệu thế nào? Đó là hoàng đế của cả nước này, ai mà dám giúp cháu? Trưởng làng và mọi người cứ tin ở cháu, cháu đã có cách rồi ạ. Vậy lỡ hai cha con nó lên kinh rồi chạy trốn mất luôn thì sao? Xin dân làng hãy làm giấy cam đoan, cha con cháu đi lên kinh, dàn xếp việc này xong nhất định sẽ trở về. Nếu không, dân làng cứ kiện lên vua. Hay ta cứ thử tin cha con nó một lần. Thằng bé thông minh vậy kia mà, chúng ta cũng đâu có cách khác. Thôi thì chúng ta tin cha con nhà cháu. Mau mang giấy bút ra đây làm giấy cam đoan, cả làng chứng giám. Chuyến đi này gian nan, cha con cháu đã gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Thôi thì hãy làm sao cho tròn lệnh vua, đừng phụ công tin tưởng của dân làng. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Trong hành lý này, ngoài con dê vua ban mà chúng ta đã chế biến theo ý cháu thì cả làng cũng chung nhau ít tiền làm lộ phí cho hai cha con đi đường. Dù gì đi nữa, mọi người cũng mong hai cha con mang bình an trở về. Dạ, cảm ơn trưởng làng, cảm ơn dân làng. Tạm biệt dân làng, cha con cháu sẽ trở về thôi. Đến hoàng cung rồi, làm sao vào trong đây? Cha, nghe con nói nè, giờ cha làm như vậy được không đó? Lạng quạng là bay đầu nghe không con? Vậy cha phải nhanh lên mới cứu được con đó. Bố làng sớm ơi, cha con xỉu rồi. Ai cứu cha con với? Wow, hoàng cung lớn quá, ta biết tìm vua ở đâu bây giờ. Ông gì ơi, ông có sao không? Con tôi mất tích trong cung rồi. Nhà chùa hãy trả con tôi đây. Cái gì? Bẩm bệ hạ, ngoài cổng cung có việc lạ lắm. Một trong hai người hôm trước tới đố mình đây mà. Vậy chắc nhà vua ở đây rồi. Đó là người hôm bữa cho một nén vàng. Hả? Mình hiểu rồi. Không chịu đâu. Đền đi, bắt đền đó. Ai dám làm náo loạn hoàng cung của trẫm, mau đem vào đây. Dạ. Đứa bé kia, mau chào nhà vua đi. Vua đó hả? Trẫm đây. Đứa bé kia, có việc gì mà lại vào đây la khóc như vậy? Thưa ngài, ngài phải giúp cháu. Cháu mất mẹ từ nhỏ, nhà chỉ có hai cha con, mà cha cháu không chịu để em bé cho cháu bế hả?
Thì ra là vậy. Vậy thì cháu phải về cưới vợ cho cha cháu thì mới có em bé được. Cha cháu là giống đực làm sao mà đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Vậy thì đúng rồi. Thế sao ngài lại ban cho làng cháu 3 con dê, hẹn trong 2 tháng sẽ đẻ được 9 con dê con? Ta thử đó thôi. Vậy các ngươi còn chưa biết làm thịt dê mà ăn với nhau à? Dạ thưa, làng cháu biết đó là lộc vua ban nên đã làm thịt dê ăn từ lâu rồi. Đã ăn rồi, cháu còn lên đây làm gì? Dạ thưa, cháu lên đây để xin vua một tờ cam kết xác nhận với làng ạ. Đến tận đây ăn dạ đòi xác nhận của vua nữa à? Thiên hạ này chỉ có mình cháu. Dạ thưa, cũng chỉ có mình ngài mới nghĩ ra cách ban lộc như thế thôi ạ. Xem ra con ông thật sự rất bản lĩnh. Hoàng cung đúng là sang trọng con ha. Món gì cũng quý giá. Không đói bụng quá cha ơi. Chúng ta đã ăn hết thức ăn rồi con à. Nè 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 nè, đừng có tái mái tay chân. Lỡ bể là mình có tiền cũng không đền nổi đâu nha con. Ở đây chán thật đó cha ơi. Không biết khi nào nhà vua mới cho mình về nhà hả cha? Thì nhà vua nói rồi, đợi người viết bản xác nhận cho chúng ta đem về làng đã. Cha con nhà đậu tiếp chị. Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Cha con nhà đậu đã đến ăn dạ nhà trẫm thì phải bị phạt. Hãy nấu cho trẫm 7 món ăn từ nguyên liệu mà trẫm cung cấp. Ngài nói là nhà vua bắt làm 7 món từ con chim sẻ này à? Bệ hạ thật anh minh, chỉ một kế nhỏ đã làm cho cậu bé ấy đến tận kinh thành, lại còn bày mưu để gặp người. Quả thật, đứa bé này dũng cảm mưu trí, nhưng trẫm vẫn muốn thử thêm xem nó còn có thể giỏi đến đâu nữa. Thưa bệ hạ muốn thử như thế nào nữa ạ? Đúng vậy, các ngươi hãy làm nội trong đêm nay 7 món ăn từ con sẻ này để ngày mai nhà vua kịp ăn sáng. Thưa đại quan, ngài nói thế liệu có phải là nhà vua quá keo với dân đen chúng tôi không? Chúng tôi cả ngày nay chưa có gì để ăn, đã thế giờ còn bắt nấu 7 món từ một con sẻ bé xíu như vậy. Không lẽ mỗi món chỉ có một chút xíu bộ phận của nó thôi hay sao? Người chớ ăn nói hà bồ. Đó là đức vua, người làm gì cũng có ý đồ cả. Thưa ngài, ngài đem cái này nói với đức vua, trong 2 canh giờ tới phải rèn cho chúng tôi một con dao để xẻ thịt chim đó. Đứa bé đó nói vậy thật sao? Dân à, nó nói trong vòng 2 canh giờ phải rèn một con dao từ cây kim này để xẻ thịt chim. Táo tận thật. Nhưng ta thích vậy. Bệ hạ định thế nào à? Ngày mai sứ giả đến rồi, chúng ta sẽ nhờ chú bé này cùng hỗ trợ đón tiếp. Vẫn là bệ hạ lo lắng chu toàn, thần xin đi tuyên chỉ. Ăn lẹ đi con, không chừng lát nữa lại đố mình nữa đó. Cứ ăn nữa cha, cha ăn nhiều rồi nghe cha. Những món này ở quê mình không có đâu. Mau lại đây tiếp chỉ. Các ngươi không thể tiếp chỉ như thế. Mau nuốt hết đi đã. Dạ. Đức vua có chỉ, hôm nay hai ngươi phải ăn mặc chỉnh tề để cùng tiếp sứ giả láng giềng. Dạ thưa ngài, vậy là thế nào ạ? Không phải chúng tôi sẽ có giấy xác nhận trở về làng sao?
Thực ra nước láng giềng đang muốn dò la nước ta có nhân tài hay không để sang xâm chiếm. Vì vậy nhà vua đã đi khắp nơi tìm kiếm. Này có cậu nhóc là thông minh lém lĩnh, hy vọng cậu sẽ cùng với nhà vua đánh bại âm mưu của tên sứ giả. Con à, nếu nhà vua đã ngỏ lời thì con hãy dốc sức giúp đỡ vì thể diện quốc gia đi con. Dạ, thưa cha. Tâu bệ hạ, xin cho chúng thần đứng núp bên trong. Nếu có việc cần, xin ngài chỉ cần vuốt râu là chúng thần sẽ nghĩ cách ứng phó được không hả? Cấp báo bệ hạ, đoàn sứ bộ đã đến trước cổng thành. Nhưng họ không chịu vào thành ạ. Vậy là sao? Bộ muốn đức vua thân chinh ra tiếp đón à? Ngông cuồng. Thưa, họ chơi cổng thành nhỏ, họ đòi phải xây cầu vượt trên cổng mới qua cầu mà vào ạ. Hoặc là đập cổng thành đi ạ. Chúng đã bày trò bắt bí ta rồi thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần có một ký nhỏ hơi mạo hiểm, xin bệ hạ thứ tội. Được, trẫm miễn tội cho cháu. Có thể làm bất cứ cách gì, miễn là hiệu quả. Giờ sao? Các ngươi không chịu xây cầu mà để sứ giả đại quốc đứng chịu nắng ở đây à? Mau đem lồng che, dựng lều cho ta. Coi thường sứ giả đại quốc sao? Tên này thật không coi ai ra gì. Giờ con tính sao? Trời, con phải cẩn thận đó. Cha cứ tin nữa con. Các ngươi cho ta uống nước gì mà lạc lẽo quá vậy? Coi thường sứ giả đại quốc à? Dạ thưa ngài, bố thì ít tiền lẻ đi ạ. Không có, đi đi. Sứ giả một nước mà kêu vậy, cho xin mấy hào đi mà. Sứ giả kiêu kiện bổn sĩ. Tên ăn xin kia, ngươi nói cái gì? Tên nhóc ăn mày kia, đứng lại cho ta. Liêu liêu, cái giỏi thì bắt ta đây. Người dám coi thường sứ giả đại quốc à? Cái giỏi thì bắt ta đi nè. Đánh con, bắt được mày rồi. Sứ giả nhập thành rồi, sứ giả nhập thành rồi. Dạ, xin ngài thứ giả khai ân. Đây là con của tôi, xin ngài hãy bắt tôi thay nó. Thưa sứ giả, chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện, xin ngài tha cho nó đi ạ. À, nó không hiểu chuyện là vì cha nó dạy không nghiêm. Cha không nghiêm vì luật nước không nghiêm. Luật nước không nghiêm chẳng phải do nước ngài thiếu văn nhân tài, không ai giúp vua ngài hay sao? Ngài Dạ thưa sứ giả, nếu tôi chứng minh được nước tôi có người tài giỏi thì ngài chịu thả cha tôi chứ? Nhà ngươi cũng khẩu khí ghê hen. Được rồi, nếu chứng tỏ anh tài thì sáng mai ngươi hãy đến hoàng cung gặp ta và nhà vua. Nhưng ngươi không mặc áo mà cũng không được cởi trần, không cưỡi ngựa cũng không đi bộ, không lễ vật nhưng cũng không được đi không. Thế nào, có được không? Vậy tôi xin hẹn ngài ngày mai tại hoàng cung. Xin quan cẩn thận làm chứng cho cháu. Nếu cháu giải được câu đố này thì sứ giả phải thả cha cháu. Được, còn nếu không, ngươi cũng phải chịu chung số phận với cha ngươi. Nào, chúng ta vào bái kiến nhà vua. Cha ơi, con xin cô cha. Sứ thần láng giềng xin diện kiến. Cho mời sứ thần. Muôn tâu bệ hạ, được tin ngài sắp mừng thọ,
vua của chúng tôi trăn trở nhiều ngày, xin dâng tặng ngài 300 kiện vàng bạc cùng châu báu lụa là gấm dốc đặc sản thượng hạng của đất nước chúng tôi. Ngoài ra, tâu bệ hạ, đây là vỏ ốc quý hiếm mà đồ quý chỉ nên được sở hữu bởi người tài giỏi. Đức vua của tôi chưa thấy có ai xứng đáng sở hữu vỏ ốc này. Này, đưa đến nước ngài, liệu xem có ai có thể làm chủ nhân của nó chăng? Chẳng hay sứ giả nói vậy, thì làm sao mới có thể làm chủ nhân ông của vỏ ốc này? Thưa đức vua và đại quan, đây, ta có một sợi chỉ. Làm sao để xỏ sợi chỉ này xuyên suốt con ốc mà con ốc vẫn nguyên vẹn thì mới thật là người tài, thu phục cả trời đất vậy? Câu đố rất thú vị, nhưng ngài sứ giả đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Xin mời ngài về công quán nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp chuyện này. Tôi xin vâng lệnh đức vua, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu bệ hạ không giải được câu đố này, bệ hạ phải làm theo yêu cầu của vua chúng tôi. Ngài uy hiếp nhà vua sao? Còn nếu ta giải được? Trước khi tới đây, thần đã bị một tên thường dân coi thường. Thần đã giam hắn. Nếu bệ hạ thắng, thần xin lui và giao hắn cho người xử trí. Quan cẩn thận, tên sứ giả nói vậy là sao? Bẩm bệ hạ, người hắn bắt là cha bé Đậu đó ạ. Tên sứ giả này thật nham hiểm. Hắn tin đó là người của bệ hạ lừa hắn, nên bày ra trò này để vừa xử trí được cha con bé Đậu, vừa yêu sách với nước ta đó ạ. Vậy chúng ta phải cố lên. Cực kỳ khó khăn thưa bệ hạ. Hay thần thử hút xem sao. Cố lên, cố lên. Mau đi tìm bé Đậu. Câu đố của tên sứ giả quả thật là hiểm ác. Cháu hãy vững tin, cố gắng suy nghĩ xem có cách gì xỏ chỉ qua vỏ ốc. Chỉ cần như vậy là cha cháu sẽ sống. Cháu chưa nghĩ ra, cháu lo cho cha quá. Hay ngài làm cách nào cho cháu vào gặp cha một chút được không? Khó lắm, vì tên sứ giả đang để mắt đến việc này. Nhưng ta sẽ cố gắng lén đưa cháu vào. Các ngươi đi theo ta hỏi cung phạm nhân. Dạ. Cha ơi, là con đây. Cha có sao không cha? Sao con vào đây được? Quan cẩn thận kêu bọn lính đi chỗ khác cho con lẻn vào một chút. Con xin lỗi, làm cha phải chịu tội cho con. Đằng nào thì tên sứ giả cũng không muốn tha cho chúng ta. Còn câu đố của hắn, con đã nghĩ ra chưa? Con chưa nghĩ ra. Thôi con à, sống chết có số. Cha chỉ lo không ai chăm sóc dạy dỗ con. Cha không ăn cơm sao cha? Cơm tù toàn là cơm thiêu không à. Có cũng như không. Có cũng như không. Có cũng như không. Con trai, mau đi đi, kẻo bị bắt lại là nguy đó. Cha ơi, con sẽ bằng mọi cách đến cứu được cha. Không cần. Nếu con không nghĩ ra thì hãy trốn về làng, xin ở nhờ nhà bà hàng nước, ráng học hành cho tốt, trở thành người tốt nha con. Cha thương con. Cha ơi, con thương cha lắm. Cháu nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Biết đâu sáng mai lại nghĩ ra được gì. Để cháu liều một phen nữa xem sao. Người nghĩ thằng nhỏ có làm được không? Bệ hạ bình tĩnh chờ xem. Sứ giả đến. Bái kiến bệ hạ. Ngài cho gọi tôi, nghĩa là ngài đã có lời giải. Đúng vậy. Nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp sứ giả đây. Bé Đậu xin được ý kiến. Cho vào. Dạ. Bệ hạ vạn tuế, xin cho thần được ăn mặc theo cách sứ giả yêu cầu. Yêu cầu thế nào? Dạ thưa sứ giả, ngài nói không mặc áo nhưng cũng không được cởi trần. Tôi khoác lưới không phải áo nhưng cũng không cởi trần.
Người nói không được cưỡi ngựa, cũng không đi bộ, nên thần đứng trên chiếc xe do heo kéo, không cưỡi vật mà cũng không tự đi. Vậy còn lễ vật? Đây là lễ vật. Dạ thưa ngài, tôi không đem lễ vật, nhưng cũng không đi không. Quả là thông minh. Thế nào ngài sứ giả? Đúng vậy, thưa bệ hạ, đứa bé này đã giải được câu đố của thần. Thần giữ lời hứa. Người đâu? Thả tên kia ra. Dạ. Con trai. Dạ. Nhưng thưa bệ hạ, vẫn còn câu đố vỏ ốc. Nếu bệ hạ không giải được thì phải thực hiện yêu cầu của thần. Ngài sứ giả muốn yêu cầu gì? Thần xin yêu cầu chém đầu ngay hai cha con này vì tội xem thường sứ giả đại quốc. Ngoài ra, từ nay nước của ngài phải tiến cống thêm 1.000 xe vàng bạc, 300 vạn nhân công. Dạ thưa đức vua, thưa sứ giả, xin cho cháu được giải câu đố vỏ ốc này. Sứ giả thấy thế nào? Thần chỉ muốn biết điều kiện của cậu bé này, nếu giải được. Dạ thưa sứ giả, tôi chỉ muốn xin tha chết cho cha con tôi, và ngài phải giữ cống nạp như trước kia. Lẽ nào ngài sứ giả lại sợ một đứa trẻ nhỏ hay sao? Xin nhà vua làm chứng. Dạ thưa bệ hạ, thần xin hát một bài. Tan tình tan tình tình tan, bắt con kiên càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lay dây mà bưng, bên thời bôi mơ kiên mừng kiên sang, tan tình tan tình tình tan. Thế là thế nào? Dạ thưa bệ hạ và sứ giả, làm theo bài hát sẽ sâu được ngay. Thế này đã đủ tài trí làm chủ con ốc của sứ giả rồi chứ? Hạ thần khâm phục, không còn gì để nói. Xin cho thần được cáo lui sớm để về triều phục mệnh với vua của hạ thần. Vậy sứ giả lên đường bảo trọng. Lần này cháu không những cứu được cha mà còn cứu quốc gia khỏi chuyện cống nạp. Ta có thể làm gì để thưởng cho cha con cháu? Bệ hạ, xin cho con giấy xác nhận để con trở về cho mọi người được an tâm ạ. Thôi được, trẫm sẽ chiều ý cháu, nhưng với một điều kiện. Ta sẽ phong cháu làm trạng nguyên, và bất cứ khi nào quốc gia cần đến, cháu phải về kinh bàn công việc góp sức với ta. Cháu thấy thế nào? Tuân lệnh bệ hạ. Kể từ đó, cậu bé thông minh được học hành đàng hoàng, phát huy tài năng của mình, hết lòng phụng sự cho đất nước. Ông bà Son là đôi vợ chồng nông dân lớn tuổi, hiền lành, tốt bụng. Ông bà sống trong một ngôi làng rất đẹp và nhiều trẻ con. Nhưng ông bà ao ước mãi vẫn chưa sinh được em bé nào. Kéo đi, kéo đi, kéo đi. Ba bên này. Chiều rồi, mình về nấu cơm thôi bà ơi. Dạ. Nhưng ông nhìn kìa, những đứa trẻ dễ thương làm sao. Ước gì chúng ta cũng có một đứa. Sao chỉ có một đứa? Chúng ta sẽ sinh một đoàn quân đầy hoàng tử và công chúa chứ. Dạ, cho con xin lại con diều. Dạ, con cảm ơn ông. Ủa, sao ông bà không đẻ em bé để chơi với tụi con? Đó ông coi, một đứa bé cũng thắc mắc tại sao nhà mình không có trẻ con kìa. Bà yên tâm, rồi cũng có thôi mà. Bà ơi, tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây. Bà cũng đi ngủ đi, cứ ngồi đan áo con nít hoài. Tôi đan cho vui á mà, biết đâu mình sẽ có con. Chứ ông coi, nhà mình á thì tẻ ngắt, nhà hàng xóm vui biết mấy. Chip chip chip. Bà Sanh ơi, chim đói bụng,
xin bà dạy hạt thóc. Bà Sinh ơi! Sẽ đáng yêu biết nói lại tới rồi à. Ta có thóc đây, sẽ ăn nhiều vào nha. Bây vào đây cho nó ấm. Bà ơi, sao đêm nào cháu cũng thấy bà ngồi đan? Bà đan gì mà nhỏ xíu thế ạ? À? Bà đan áo cho các con của bà. Ai cũng nói bà già rồi, không sinh con được nữa. Nhưng bà vẫn hy vọng bà sẽ sinh ít nhất một đứa con. Chíp chíp chíp, bà sẽ có con thôi ạ. À. Cháu no rồi, cảm ơn bà. Bà cho cháu thêm vài hạt, cháu mang về cho mấy đứa con của cháu nha bà. Hôm nay cánh đồng ít thóc trôi lắm. Ừ, bà sẵn lòng. Bà ước cũng được làm mẹ của những đứa con xinh xắn như con. Các con của mẹ, mẹ xin bà Jean nhiều thóc lắm đây. Các con ăn rồi ngủ ngoan nhé. Bà Tiên ơi, con là Sẻ đây, mở cửa cho con với. Ồ, Sẻ đó à. Trời tối vậy, con tìm ta có việc gấp hay sao? Vào đây kẻo lạnh. Dạ, con người mong nhận được phép màu. Vừa gọi ta bằng mẹ, đừng trêu chọc vào nỗi buồn của ta nữa. Ôi, một bà tiên đầy quyền năng. Tôi vừa gặp một chú bé, chú bé con gọi tôi bằng mẹ. Bà tiên ơi, tôi ước gì mình có một đứa con, dù trai hay gái, dù lớn hay nhỏ, tôi cũng sẽ rất yêu thương con mình. Ta đến để giúp ngươi đây, nhưng vì ngươi lớn tuổi rồi nên ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sinh con mà không phải chịu đau đớn. Xin cảm ơn bà tiên. Thiên thần nhỏ nghịch ngợm, ngươi đi theo ta từ lúc nào? Ngươi lại đây. Ngươi có thích xuống trần gian làm người không? Làm con của vợ chồng ông bà Sơn, họ nhiều năm trông ngóng có con, họ sẽ rất yêu thương ngươi. Cháu thích lắm ạ. Bà tiên cho cháu xuống đây nha. Cháu thương người đàn bà hiền lành này, cháu sẽ làm cho bà ấy không khóc nữa. Ngoan lắm, giờ ngươi chui vào bụng bà Trân và bớt nghịch nhé, đừng làm bà ấy đau. Bà Trân chờ tin vui nhé, đừng khóc nữa. Ta đi đây. Em bé sắp ra đời rồi đó, cháu giúp ông bà vui vẻ. Bà Tiên đâu rồi? Chim Sẻ đâu? Ta nằm mơ rồi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, tôi vừa thấy bà Tiên và một chú bé. Bà Tiên nói chú bé chui vào bụng tôi chưa kịp mừng thì đã tỉnh dậy rồi. Bà đừng buồn nữa, có một giấc mơ đẹp thì cũng tốt mà. Một thời gian sau, bà Răng biết mình có thai, nhưng kỳ lạ thay bụng bà không to lắm. Hai ông bà vẫn náo nức đón chờ đứa bé ra đời. Đến ngày đến tháng rồi, nhưng sao tôi không thấy đau như những người phụ nữ sắp sinh miêu tả? Chắc bé nhà mình ngoan, bà chịu khó một chút, tôi chuẩn bị sữa. Em bé vừa ra là có sữa uống liền. Em bé chào đời rồi bà ơi. Cho tôi nhìn con nào. Xin chào ba mẹ, con đã đến rồi đây. Hai. Ba mẹ ơi, sinh con bây giờ no nè.
ơi, ông ơi, nó biết nói nữa kìa. Sao vừa mới sinh ra mà đã biết nói rành rọt như vậy rồi hả? Bà ơi, bà coi nè, con trai của mình ngộ nghĩnh quá đi thôi, nó bé tí xíu. Vậy ta đặt tên cho nó là Tí Hon nha. Nhưng tôi sợ người làng họ cười mình quá ông ơi. Ai lại đẻ ra một đứa bé kỳ lạ như vậy? Chính bà đẻ nó ra mà. Nó là đứa con mà chúng ta mong đợi từ lâu. Bà coi nè, nó dễ thương quá. Con mình dù thế nào mình cũng thương bà. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Tí Hon con trai mẹ có quà ra mắt mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi Tí Hon đi nha. Tí Hon thương mẹ, không làm mẹ đau. Đó, bà thấy chưa, con trai của chúng ta biết ga lăng với phụ nữ nữa. Làm sao có đứa bé nào mới sinh ra mà thương mẹ như vậy. Nó biết nói sớm cũng là điều tuyệt vời đó bà. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, Tí Hon lớn dần lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Chú ăn uống rất nhiều nhưng vẫn bé tí teo. Ông bà Răng suốt ngày tìm kiếm chú, vì chú cứ thoát ẩn thoát hiện trêu chọc ông bà. Tí Hon ơi, về ăn cơm. Con đâu rồi? Ba ơi, con đây. Con ở đâu? Nghe tiếng mà chẳng thấy người gì cả. Ba ơi, con hoàng tử đến thăm kìa ba. Đâu? Hoàng tử đâu? Ba không có thấy ai hết. Ba ơi, hoàng tử đây nè. Hoàng hậu ơi, súp chín chưa? Hoàng tử đói bụng quá rồi nè. Bà coi, nhà chúng ta vui vẻ, đâu có thua gì nhà hàng xóm đâu. Mẹ ơi, cây kim này sáng ghê, con rất thích, mẹ cho con được không? Để ba làm thành cây kiếm cho con nha. Kiếm sẽ là bạn tốt của con. Sau này nếu như có đi lạc, kiếm sẽ chỉ đường cho con về nhà. Wow, thích quá. Con cảm ơn ba. Con sẽ dùng kiếm này sau khi trời khỏi nhà. Tí Hon ơi, sẽ đói, cho sẽ cái gì để ăn? Sẽ ăn đi, đem về cho các con nữa. Các con của tôi lớn hết rồi, đã tự đi kiếm ăn được rồi. Một ngày nào đó, anh Tí Hon cũng phải đi khỏi nhà để biết thế giới bên ngoài ra sao nữa chứ. Thế giới bên ngoài ra sao? Hỡi chim sẻ, có vui như ở nhà tôi không? Vui và thú vị lắm, nhưng không an toàn như ở nhà, nguy hiểm đó. Anh có muốn đi không? Hay là ta đi ngay nhé. Sẻ sẽ đưa anh đến một nơi hay lắm. Ôi, đường xa quá sẻ ơi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Bí mật, một nơi rất hay với Tí Hon. Cháu chào bà ạ. Bà đẹp quá, nhà bà cũng đẹp. Bà Tiên ơi, hôm nay cháu dẫn Tí Hon đến thăm bà. À, Tí Hon, con trai của ông bà Trân đây mà. Cháu có nhớ ta không? Bà Tiên ơi, Tí Hon muốn đi đây đó, nhưng chú bé xíu sẽ gặp nguy hiểm. Bà Tiên hãy giúp Tí Hon đi. Được rồi, đưa thanh kiếm của con đây cho ta, ta sẽ ban phép vào đó. Con cảm ơn bà, con chào bà. Chào Tí Hon, tôi đi đây. Cậu nhớ về nhà cẩn thận nhé. Ôi, sợ thật, con gì cũng lớn hơn mình nhiều quá. Nhưng may ghê, chúng chẳng nhìn thấy mình. Mình chỉ cần tránh, không bị chúng giẫm lên. Ôi, bé xíu thật sung sướng làm sao. Thật tội nghiệp cho mấy ông khổng lồ. Ngựa chạy ngoan nha. Hôm nay ta hơi mệt, nhưng hẹn với người mua hàng rồi nên phải đi.
Phải chi có người đánh xe giúp ta thì đỡ quá. Ba ơi, con đánh xe được. Ba hãy tin con sẽ đến chợ đúng hẹn. Đi, đi. Đó, ba thấy chưa? Đi, đi. Chưa. Quái lạ thiệt. Không thấy người đánh xe đâu mà nghe tiếng nói. Ngựa chạy thẳng băng vậy chứ. Mình thử đi theo con làm sao? Chào ông, chú bé này ngộ nghĩnh quá. Ông bán nó cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Nó sẽ vào đoàn xiếc của chúng tôi. Ồ, không không. Nó là đứa con yêu quý của tôi. Tôi không bán. Ba ơi, nhà mình nghèo. Ba cứ bán con đi, để có tiền lo tuổi già cho ba mẹ. Con đi theo họ rồi sẽ biết đường về nhà mà. Ba cứ yên tâm về đi. Thế là tiếng hon từ giả cha và chú ngựa bắt đầu một cuộc phiêu lưu mà chú chưa biết sẽ ra sao. Khi chú đứng trên chiếc nón của người xa lạ rời mái nhà thân yêu. Người thấy không? Chúng ta đã mất nhiều tiền đưa cho cha thằng bé này, nên người phải hết sức trông chừng nó. Ông yên tâm, tôi trông nó cho. Nó vẫn đứng nhảy nhót trên mũ của ông kia kìa. Sao lại có thằng bé mặt mũi tay chân đầu óc đầy đủ, nhưng mà bé tí thế kìa. Trời, buồn cười quá. Ôi, ông ơi, ông cẩn thận nhé. Lỡ cháu bị rơi xuống đất bây giờ, cháu đầy ngắm cảnh. Cháu con, đứng yên trên đó. Về tới gánh xiếc, ta cho người ăn thoải mái. Ta sẽ dạy người biết làm trò và xin tiền khán giả. Đừng có sợ mũ ta bị dơ. Chim chẳng nghĩ ở trên đó mà. Ta chỉ nghĩ chừng một chút. Ngươi coi thằng bé thế nào. Anh ơi, thằng bé mất tiêu rồi. Sao, có tìm thấy nó không? Hình như đây là một cái hang chuột. Có khi nó chui vào đó. Này, các người cho ta trốn nhờ chút nhé. Hai ông kia đang đuổi theo ta. Thằng nhóc, để ta tìm được, người sẽ biết tay ta. Hay là giờ mình chọt thử vào cái hang chuột này, có khi nó ở trong đó. Ta đi thôi, nó bé tí vậy, chắc chuột soi mắt rồi. Thiệt là mệt và thiết tiền quá. Cái công, cháu đây nè. Thôi, xin chào, hai ông về nha. Ôi, thật là mát mẻ và tự do. Ôi, nhớ tí hòn quá. Giờ này thằng bé đang ở đâu, làm gì? Có được người ta cho ăn uống tử tế hay không? Sao tôi lo quá. Tí hòn muốn được đi đây đi đó để cảm nhận thế giới bên ngoài. Thằng bé đã thiệt thòi vì thân hình nhỏ bé rồi, nên ta hãy chiều nó một chút bà. Ông có chắc là nó sẽ không sao đó chứ? Chim non phải rời khỏi tổ thì mới cứng cáp được. Hơn nữa tí hòn của chúng ta thông minh như vậy, lại có cả kiếm thần của tôi nữa chứ. Bà yên tâm đi. Ôi, có thể thò đầu ra cho dễ thở. Ta đi tìm con quanh đây có gì ăn không? Chị Mita, chúng ta phải làm cách nào để giúp những đứa trẻ đó bây giờ? Mẹ chúng vừa mất, chúng khát sữa, tội nghiệp quá. Thật sự chưa biết phải làm sao. Chúng ta cũng nghèo, đi làm cả ngày nuôi con cái của chúng ta còn chưa đủ nữa là. Ở đây vắng vẻ, chắc không ai nghe chúng ta nói chuyện đâu ha. Chị Mita, ta vào nhà thờ xin một ít đồ ăn đi, rồi bán đi để mua sữa. Đồ ăn bán đâu có ai mua, mà cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Có khi ta phải trộm vài món trong đó vậy. Vì các em nhỏ đói khát, ta đành chịu tội. Nhưng cửa nhà thờ đóng rồi, cửa to nặng như thế, sao ta vào trong được? Chúng ta có phải là ăn trộm đâu. Để cháu giúp cho các cô nha, cháu có thể giúp được. Chết thật, tiếng của ai vậy? Tiếng của ai mà nghe gian gian thế? Nãy giờ nó nghe mình nói hết rồi.
Nguy quá, chúng ta chạy đi thôi. Ôi, ai mà bé xíu thế này? Hai cô đừng sợ, cháu là Tí Hon. Xin lỗi vì cháu đã lỡ nghe câu chuyện. Cháu biết hai cô đang tìm cách mua sữa cho các em bé nghèo, cháu có thể giúp ạ? Người cháu rất bé nên có thể dễ dàng vào trong nhà thờ ạ? Vậy thì tốt quá, nhờ cháu giúp nha. Hai cô ơi, cháu thấy một cái thì vàng nè. Hai cô chờ đó, cháu chuyển ra nha. Hai cô ra ngoài chờ cháu nha, cháu sẽ mang ra ngay. Sao lại vậy? Ta vừa nghe tiếng ai nói mà. Hay là ta bị lãng tai? Ba mẹ cháu dạy không được lấy đồ của ai, nhưng cháu nghe nói các em bé thiếu sữa uống nên giúp các cô. Các cô nhớ mua sữa cho các em nha. Cảm ơn Tí Hon. Chúng tôi giúp các cháu bé xong sẽ đến nhận tội với cha xứ. Hôm nay nó biết nói cha à. Bà ơi, đừng ăn thêm cỏ nữa. Ôi, trong này tối và hôi quá đây. Con bò này bị bệnh rồi, nhưng ta không nỡ giết nó. Bà dẫn nó ra cánh đồng, để ngoài đó đi. Có thể có người nào đó mang nó về chữa bệnh và nuôi nó. Xin các ông bà đừng giết nó. Hãy giúp nó ói thức ăn ra, đến đây bị trúng độc. Hình như có tiếng nói trong bụng của con bò đó. Hay là bây giờ chúng ta thử ép bụng nó coi sao? Rồi. Trời ơi, nó ói thức ăn ra hết rồi kìa. Nó ói ra rồi. Nó có vẻ khỏe rồi đó. Chúng ta về thôi. Bà ơi, thì hay biết mấy. Ba ơi, tới đây, xem ai mà lạ quá đây nè. Ui, chú bé nhỏ xíu, cháu từ đâu tới đây vậy? Trông cháu có vẻ mệt mỏi quá. Cháu là Tí Hon, cháu sẽ kể chuyện của cháu sau. Xin cho cháu cái gì đó để ăn, vì hai ngày rồi cháu không ăn uống gì hết. Ba ơi, mình mời Tí Hon về nhà ăn tối nghe ba. Nhưng mà nhà ta nghèo quá, thức ăn còn chưa đủ cho con ăn nữa. Nhưng chú bé này bé xíu, chú ăn ít mà phải không? Chú sẽ ăn chung phần với tôi nha. Ba ơi, ba đã nói rằng mình phải giúp người mà ba. Tí Hon ăn trước đi. Cô cứ ăn trước đi, tôi ăn nhiều lắm sẽ hết phần của cô. Tôi trông nhỏ người nhưng ăn nhiều lắm đó. Ba mẹ tôi đã tốn biết bao nhiêu lúa mạch và bánh mì để nuôi tôi. Ôi, tôi không tin Tí Hon bé hơn dĩa súp mà có thể ăn hết dĩa súp. Tí Hon ăn thử tôi xem sao. Thôi nào, con gái, khi mình đã cho người khác rồi thì không được đòi lại. Con hãy ăn dĩa súp của ba đi nè. Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi đói bụng quá. Giờ tôi xin làm việc để trả ơn ạ. Ừ,
Tí hon có thể làm được việc gì? Hai người hãy ngủ đi. Sáng mai thức dậy sẽ thấy thức ăn trên bàn. Xin cảm ơn, về tôi đi nhé. Ôi, ta hối hận vì đã ăn hết dĩa súp của cô bé nên nói thế. Họ là những người tốt. Bây giờ ta làm cách nào để có thức ăn cho hai cha con họ vào sáng mai đây? À, tôi chết ta rồi. Dì ơi, khoan, khoan đúng rồi. Ta xin ngươi, xin ngươi đó. Quá, những con dê lạc bầy, thịt của các ngươi rất ngon. Tóm được một con mập mạp rồi. Thịt của ngươi rất ngon. Quy to rồi, giờ ta phải làm sao? Nếu cho sói nhà để bảo tụi con dê thì ta sẽ chết mất. Ông sói ơi, ông có nghe thấy tiếng tôi không? Tiếng của ai vậy? Nhà ngươi ở đâu? Ra đây cho ta. Tôi là dễ con. Ông ơi, thịt của tôi dở lắm. Xin ông tha cho tôi, đừng ăn tôi nha. Ông hãy quăng tôi ra ngoài đi. Thì ra là dê con. Ta không thèm ăn thịt ngươi bây giờ. Hẹn ngươi gặp lại ta khi ngươi thành người lớn nha. Lúc đó ta sẽ sơi ngon lành. May quá, kiếm vẫn còn. Giờ ta phải đi tìm thức ăn cho hai cha con cô bé đây. Con, thì ra ngươi là người tí hon chứ không phải dê con. Sao ngươi nằm trong bụng dê vậy? Con dê ăn thịt nhà ngươi hả? Ông tha cho tôi, từ bé xíu ông ăn không đủ nhét kẻ răng đâu. Tha cho ngươi làm như dễ lắm. Nếu ta tha cho ngươi, loài người cũng không tha cho ta. Thịt người ngon lắm. Thôi, ngươi vào bụng ta cho ấm nha. Sao bụng ta đau như thế này? Lại khát nước nữa. Sói ơi, ông khát nước nữa phải không? Ông đi theo đường tôi chỉ nha. Tôi biết được trong làng có một giếng nước trong lắm. Ông tha hồ mà uống. Đáng lẽ ta không nghe lời của ngươi đâu, nhưng ta mệt và khát nước quá, đành liều vậy. Ông đã thấy cổng làng chưa? Giếng nước ở hướng nào? Mau nói cho ta biết. Có chó sói, có chó sói dân làng ơi, có chó sói. Tí hon tỉnh lại rồi ba ơi. Tí hon giỏi lắm. Hôm nay hai cha con tôi có rất nhiều thức ăn do dân làng mang tới. Họ nói trả công cho tí hon đã giúp họ giết được một con chó sói hung ác. Nhưng cháu đã làm gì? Cháu không nhớ gì hết. Tí hon bị ngất đi rồi mà, sao nhớ được? Để mình kể cho tí hon nghe nhé. Hai đêm trước, dân làng nghe tiếng la lớn khi sói lân la đến giếng làng để uống nước. Họ không dám đến gần sói nên gọi người thợ săn trong làng. Ông ta nổ 3 phát súng giết chết sói. Sau khi sói chết, trong bụng sói vẫn thấy chuyển động và có tiếng người. Dân làng mổ bụng sói và cứu được tí hon. Đã 2 hôm rồi sao? Nhưng tí hon bị sốt. Bác thợ săn đã giao tí hon cho cha con mình chăm sóc, vì hai cha con mình nói có quen với tí hon. Tí hon hãy ăn nhiều vô. Tôi ra đồng hái qua tặng tí hon nữa nè. Bác thử sang một lát nữa sẽ đến để mang tí hon đi cùng với bác. Nhưng mà đi đâu vậy? Tôi không muốn đi. Tôi có thể ở lại nơi đây vài ngày không? Chúng tôi cũng muốn giữ tí hon ở lại, nhưng bác thợ săn nói là cậu là người nhà của bác ấy. Chú bé đã khỏe chưa? Chúng ta lên đường nghe. Tôi không đi với ông đâu. Tôi muốn ở lại ngôi nhà dễ chịu với hai người tốt bụng này. Chú bé, hãy đi với ta. Hai cha con người này nghèo lắm, không giúp được cho ngươi đâu. Nếu ngươi thương họ, ngươi đi với ta. Ta sẽ chỉ cách để ngươi có thể mang tiền về cho họ. Tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Sao hả? Hai ông đã vào bên trong kho báu của gia đình quý tộc giàu có đó chưa? Có thật như lời đồn hay không? Thật khó quá, chúng tôi chưa vào được.
Người canh gác đông lắm, họ đi tuần tra suốt rồi. Chúng tôi đã chờ họ đi ăn cơm, nhưng mà loáng cái chúng đã trở về ngay. Phải có người mở cửa cho chúng ta từ bên trong, chứ chúng ta không có thời gian cài ổ khóa. Chậm trễ là chúng ta sẽ bị họ bắt ngay. À, tôi có cách rồi. Lúc nãy tôi cứu được một người tí hon bị chó sói nuốt vào bụng. Cậu ta bé xíu 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 à, chắc chắn sẽ leo được vào trong nhà mà không có ai nhìn thấy. Thiệt hả? Nó ở đâu? Bé như thế nào? Một người bé nhất thế giới luôn, bằng ngón tay cái của tôi thôi. Nhưng tiếng nói thì to lắm nghe, chắc chắn sẽ rất được việc cho chúng ta đó. Vậy là trời giúp chúng ta rồi. Ông mang nó theo chúng ta ngay đi. Không chịu. Ông hãy thả tí hon xuống ngay. Cô bé, hãy nghe lời tôi nói. Hãy để tôi đi. Tôi sẽ đi làm việc, tìm cách mang tiền về phụ giúp hai người. Vậy tí hon đi thật sao? Nghe nè, tôi không cần nhiều tiền đâu. Tôi chỉ muốn tí hon không gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì không hay thì hãy trở về đây ngay nha. Đúng vậy, tôi phải đi. Tôi còn muốn biết thêm nhiều chuyện từ thế giới bên ngoài. Tôi hứa sẽ mang tiền về và ghé thăm cô bé. Tôi đi nhé. Xin tạm biệt những người tốt bụng. Cứu tinh của chúng ta tới rồi kìa. Thợ săn ơi, cứu tinh của ngươi đâu? Cái cười làm ta giận quá. Hả? Người bé tí như vậy này ư? Ta là tí hon đây, đã từng giàu sinh ra tử. Ta không tin. Người bé tí thế kia mà giàu sinh ra tử cái gì? Ngươi nói ngươi giàu sinh ra tử ở đâu? Thì bao tử bò, bao tử dê, bụng chó sói, toàn những nơi nguy hiểm. Chỉ có ta tài giỏi mới giàu được đấy. Các người to lớn kinh càng thế kia sao mới giàu được? Ừ, thành tích của anh Liệt chưa kìa. Nè nhóc bé tí teo, giờ bọn ta cần ngươi chui vào một nơi ít nguy hiểm hơn. Ngươi bằng lòng chứ? Chuyện thôi đó. Nhưng ông ơi, tôi không muốn đi ăn trộm đâu. Tí hon, ngươi nhìn mà không thấy sao? Cả núi vàng nhiều thế kia, ta chỉ lấy một vài đồng tiền thì có ai biết và có tội lỗi gì đâu. Nào, bắt đầu nha. Hỡi thần dân, ta là vua đây. Ta sẽ phân phát vàng cho các ngươi. Tí hồn ơi, người mở khóa chưa? Chúng ta đẩy cửa vào nha. Hai ông nghe đây, tôi chuyển vàng ra. Hai ông kênh mấy người lính gác đi tới nha. Ngươi có thấy cái gì khác lạ không? Hình như có con sâu hay con ong đang đậu trên lỗ khóa. Thôi, để tôi đi lấy ống dòm coi thử. Có vẻ như có một con sâu bé xíu. Ta đi thôi. Không thể chuyển ra cửa như này được. Mấy người canh gác sẽ để ý. Ta tìm được khác thôi. Hai ông ơi, giúp tôi mở cửa sổ nào. Tôi sẽ chuyền vàng ra từ đây nhé. Sao lại vậy? Báo động! Báo động! Có ăn trộm vào kho vàng! Kỳ lạ ghê không? Ổ khóa còn y nguyên. Tôi đã đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà không thấy có ai hết. Các chú ơi! Tên đang trộm ở ngay đây nè! Mấy chú ơi! Tìm thấy ăn trộm chưa? Đây là ma chứ trộm gì? Mọi người tìm một lần nữa!
rồi chuyển tiền vào kho trở lại nha. Cẩn thận đó. Chuyện gì vậy? Báo cáo, có một con ong chích vào chân tôi. Ôi, không biết thằng bé còn trong đó không? Mày ngu quá. Thằng bé đó chúng ta phải bỏ tiền ra mua của tên thợ săn, không phải miễn phí đâu. Ta phải trở lại coi sao. Cẩn thận nha, lính canh đang tìm kiếm, sẽ thọc cổ chúng ta đó. Hai ông ơi, thật là công cốc, người canh gác lại chuyển tiền vô kho trở lại rồi. Mấy người họ không tìm thấy tôi, thôi tôi đi đây, tôi không giúp hai ông nữa. Thằng nhóc nhỏ hơn con thỏ kia, ngươi tưởng ngươi có thể bỏ đi dễ dàng trong khi bọn tao chưa lấy được một đồng nào trong kho sao? Giờ tôi đã làm hết sức mình rồi mà, một mình tôi chuyển tiền ra từ nhà kho, sao mấy ông không biết cách mang đi ngay mà để lính gác trông thấy tiền nằm ngoài sân hả? Mấy ông không được ý lớn mà ăn hiếp nhỏ. Nếu tôi không cần tiền biểu ơn dân thì tôi không giúp mấy ông đâu. Giờ thì các con chúng ta sẽ đói nữa rồi. Giờ thì các con của chúng ta sẽ đói nữa rồi. Thôi, mấy ông lớn nín đi giúp tôi. Các con của ông không thích các ông đi ăn trộm để mua thức ăn cho chúng đâu. Nhưng trước khi từ giả, tôi cũng có quà cho các ông nè. Hả? Quà? Quà gì? Quà bí mật. Các ông theo tôi, các ông không được bóc tôi trên tay nữa. Hãy bò theo tôi. Đây là những đồng tiền mà tôi đã mạo hiểm lăn vào đây khi mấy người lính đang dọn dẹp vô kho. Hai ông cầm lấy và đi ngay đi. Hai ông chia đều nhé, mỗi ông được 4 đồng đó. 4 đồng? Hơi ít, nhưng có cũng hơn không. Cảm ơn ngươi. Những đồng tiền vàng chứ. Nhưng Tí Hòn, ngươi không lấy đồng nào sao? Có chứ, ta chỉ lấy một đồng này thôi. Ta sẽ tặng cho cô bé tốt bụng kia. Tạm biệt hai ông nhé. Vĩnh biệt ngày ăn trộm đi nha. Ba ơi, con vừa trông thấy một ngôi sao rơi xuống ngay cửa sổ nhà mình. Sao rơi là sao ba? Có khách đến nhà chắc. Con vào ngủ đi, hôm nay Tí Hòn không có về kịp đâu. Tí Hòn hứa là sẽ mang quà về, nhưng con nghĩ Tí Hòn không có nhớ đường về nhà mình đâu ba. Đúng rồi con, Tí Hòn chỉ mới đến có một lần thôi à, lại đêm tối thì làm sao mà nhớ được. Nhưng mà Tí Hòn thông minh lắm, ba nghĩ cậu bé sẽ có cách để tìm ra thôi. Còn bây giờ con phải đi ngủ trước đã. Quà không được hiếu trước khi Tí Hòn đến nha. Ta sẽ mang quà ra hiên sao để hứng sương. Hình như không phải nhà này. Ta không thấy có bình hoa đẹp lúc sáng bé gái để trên bàn. Đi nhà khác vậy. Hay ta để đồng vàng tạm ở đây, chị mang theo nặng quá. Tìm được nhà cô bé, ta sẽ quay lại lấy. Này, ta cất người dưới bậc cửa, quay ngoạn ở yên đó, đừng đi đâu hết nhé. Ôi, thật đói bụng, nhà dơ nhà quá. Ta đi lạc rồi. Ôi, mẹ ơi, bà Thiên ơi, cô bé ơi. Kiếm, cha ta nói nếu lạc đường thì sẽ chỉ đường cho ta về nhà. Mà sao Kiếm làm thinh vậy? Kiếm không biết đường về nhà mình hả? Hôm nay cô
cô bé làm bánh hay sao? Ta nghe mùi thơm quá. Chắc cô bé ngạc nhiên lắm đây. Bé ơi, Tí Hon về rồi đấy nè. Trời ơi, một con chuột biết mặc quần áo sao? Chào bà, tôi không phải chuột, tôi là người đây. Tôi tên là Tí Hon. Người nói người là người? Ôi không phải, một con quái vật nhỏ thì đúng hơn. Người làm cách nào mà vào nhà của ta? Người làm hư hết bánh của ta rồi, hãy đền cho ta đi. Giờ ta phải làm sao với người đây? Tên chuột Tí Hon. Ôi, ta chết mất, chết mất. Ra xem nè, Tí Hon đã đến nhà mình rồi. Tí Hon ơi, bạn đang ở đâu? Tí Hon ơi. Bà ơi, tôi không phải chuột nhắt đâu, tôi là họa sĩ đấy. Bà thấy đám bụi của bà đẹp không? Bà thấy chưa, một đám bụi màu hồng. Nè, nè, đủ màu thành cầu vồng nè, long lanh chưa? À, không cầu vồng, cầu thang gì hết. À, ta giao hẹn cho ngươi, đến sáng ngày mai ngươi phải làm sao cho ta có bánh để bán. Nếu không, ta sẽ kêu lính đến bắt ngươi vì tội chui vào nhà trái phép rồi làm hỏng đồ đạc quý giá của ta. Nhớ nha, ta đi công việc đây. Bà chủ này dữ thật, ta đâu có biết làm bánh, giờ phải làm sao? Phải chỉ có mẹ hay bé gái ở cạnh vậy? Hả? Bé gái? Đồng tiền vàng? Thôi rồi, ta để ở nhà nào rồi? Giờ ta không biết đường đến đó nữa. Bé gái ơi, ta nhớ em biết mấy. Ta đã làm mất quà của em rồi. Ta thật có lỗi, đến tên em là gì ta còn chưa biết nữa. Ôi bé con à, đừng có nghịch, sẽ hư bột đó. Chờ một chút, mẹ nhà bột xong á, cho vào lò mới có bánh cho con ăn được chứ. Làm bánh có khó không mẹ? Mẹ chỉ con làm với. Không khó con à. Nhưng mà làm bánh á thì cần bàn tay to lớn và cả sức khỏe nữa. Bàn tay con nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà làm được? Ô, gương mặt mẹ thơm tho quá. Con không thể làm bánh, nhưng con có thể biết cách làm bánh phải không mẹ? Mẹ chỉ cho con với. Dĩ nhiên rồi con yêu à, con vẫn có thể trở thành một người thợ bánh giỏi. Coi mẹ làm nè. Mẹ ơi, xem kìa, đẹp quá. Ôi, thì ra là ta ngủ gục nằm mơ. Ta phải dậy làm việc đây. Nào, giờ hãy cố nhớ xem mẹ đã làm bánh như thế nào. Ai ăn bánh không? Bánh thơm ngon nóng hổi mới ra lò đây. Chúng ta đi lâu rồi nhưng không thấy Tí Hon. Con phải để ý nhìn xuống đất nghe, bởi vì Tí Hon nhỏ lắm, không dễ thấy đâu. Còn ba hãy để ý ở trên cao đi. Tí Hon nhỏ nhưng thích đứng trên đầu người lắm đó, không có chịu để người ta đạp phải đâu. Nè ngươi, ngươi biết làm bánh thật hả? Tôi làm thật mà. Bà ăn thử xem được không? Ta có thể đem bán được không? Cũng tạm được. Nhưng mà bánh hơi cứng. Bánh này không thể bán ở tiệm của ta được. Ta phải mang ra chợ thôi. Ngươi chịu khó vác bánh theo ta ra chợ nha. Bà nói sao? Tôi vác bánh đi chợ? Bà nói tôi nhỏ hơn chuột nhắt mà. Tôi vác một cái còn không nổi, sao có thể vác cả túi bánh cho bà được? Thôi, trễ giờ quá rồi. Ngươi chui vào túi đi, ta vác cho. Ra đến chợ, ngươi phải ở trong túi, không được ra ngoài nha. Ta bán xong sẽ hỏi tụi ngươi. Hay quá, tôi sẽ nhân dịp này trốn luôn khỏi đây. Ba ơi, bây giờ con đói
cùng mình có thể dùng đồng tiền này mua bánh và thức ăn được không ba? Được chứ con, tỷ hòn gửi tiền để chúng ta mua bánh mà. Nhưng nếu tiêu hết tiền, chúng ta có thể gặp lại tí hòn không? Ừ, sao lại không? Tí hòn còn đến được nhà chúng ta để đồng tiền vàng lại mà. À, mà biết đâu á, hôm nay chúng ta sẽ gặp được. Chàng nghĩ tí hòn chưa đi xa được đâu. Bà ơi, cháu muốn mua bánh. Một cái bánh bao nhiêu vậy bà? Mỗi cái một đồng xu đó cháu, cháu mua đi. Ồ, đồng tiền vàng. Cái này có thể mua được 1000 chiếc bánh. Ở đâu cháu có đồng tiền đây? Cháu chỉ mua 2 chiếc thôi bà ơi. Vậy để bà đưa tiền thừa cho cháu. Nhiều lắm đó. Kìa, đồng tiền vàng trong kho báu. Ê, bà kia, ở đâu ra vậy? Vùng này chỉ có ông chủ chúng tôi mới có những đồng tiền vàng này. Nè cháu, chạy đi mau. Chạy mau. Dạ. Hai chú Linh tốt bụng ơi, tiền vàng này của cô bé kia. Hai chú mau mau đuổi theo lối này đi. Tôi gặp được em lại keo kiệt quá đáng. Bà cho tôi ăn chẳng no mà sai tôi làm nhiều việc quá. Vì bà tốt bụng với bé gái nên tôi chịu về nhà bà ở. Nhưng giờ thì tôi đi thôi. Người nhỏ xíu như vậy mà ăn còn nhiều hơn ta nữa, tốn kém quá. Người đi đi, ta không nuôi nữa. Khoai ít, thịt cũng không có. Này bà hoàng hậu khoai, tạm biệt bà. Người chui vào làm sao thì chui ra y như vậy. Ôi chú bé, ở dưới cửa sổ, cháu chui vào rồi truyền bánh ra cho bà nha. Nhà cháy, cháy rồi. Coi còn có gì tôi làm cho bà ăn. Người gì kỳ cục, nhà mới cháy xong mà vẫn kinh kiệu. À, có cục bột nhồi sẵn rồi nè, tôi chiên cho bà ăn nha. Ôi, sao nóng quá, ta đang ở đâu thế này? Hình như ta nghe mùi chiên, thơm quá. Tí hồn. Cháu chào bà. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà đã no chưa ạ? Cảm ơn bà đã cứu cháu. Nếu không, cháu bị bà chủ vứt vào chảo dầu rồi. Cháu đừng giận bà ấy. Bà ấy không cố ý. Bà ấy cũng không phải là người xấu, chỉ hơi bủn xỉn chút thôi. Vâng, cháu biết bà ấy không xấu. Nhưng bà ơi, sao người ta có thể lúc tốt lúc xấu hả bà? Ai cũng thế mà cháu. Cháu cũng có lúc tốt, lúc chưa tốt đấy thôi. Cháu đã từng đi ăn trộm mấy phen, phải không? À, sao bà biết? Bà gặp cháu lần đầu mà. Ta biết hết. Ta còn biết ngôi nhà này sẽ cháy, nên ta đến gặp cháu đó. À, giờ cháu hãy nói cho ta điều gì cháu mong muốn nhất, ta có thể giúp cháu. Giờ cháu muốn về nhà với ba mẹ nhất, nhưng cháu không biết đường. Ồ, cháu đi khỏi nhà chưa bao lâu đã muốn về rồi sao? Tại sao vậy? Bà biết không, cháu rất nhớ ba mẹ. Với lại, cuộc sống ở bên ngoài tuy có thể khám phá thế giới, nhưng gặp toàn chuyện nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu có thể toi đời bất cứ lúc nào đó bà. Không sao đâu cháu, hãy mạnh dạn lên. Cháu thấy đó, thoát qua hiểm nguy, cháu cũng rèn luyện bản thân mình tốt hơn rất nhiều. Thế gian này có mấy ai được chui vào bụng bò với bao tử dê và cả chó sói như cháu. Cháu nên nhớ là cháu còn cây kiếm thần nha. Khi nào đến thời điểm cháu có thể về nhà, kiếm đó sẽ chỉ đường cho cháu. Thôi, ta đi đây. Bà Tiên, là bà Tiên. Bà chủ ngủ cho đã giấc nhé. Khi hết mệt mỏi sẽ tiếp tục làm bánh ngon. Giờ tôi đi đây. Tôi chỉ mang theo mỗi chiếc bánh này thôi đấy nhé. Vô, xin mời. Xin mời cô vô. Thôi, mệt, đông, giờ
giờ cũng buồn quá. Giờ ta phải đi đâu? Làm gì nữa đây? Ước gì ta có chỗ đi ngủ nhỉ? Giày gì nhìn như miệng giếng ấy vậy? Đôi giày này chắc vừa chân của ba mình. Thôi kệ, ta chui vô đây ngủ tí đã. Ôi, trong này ấm quá. Cả tay. Chiếc giày này cứng quá, ta cố gắng làm xong trước khi trời sáng nha. À, hôm nay ngươi thấy cửa hàng có khách không? Khách vắng lắm, vì ông chủ làm chậm, không kịp giao hàng. Cả đống giày hỏng này một mình ông chủ làm thì biết bao giờ mới xong. Thôi, chúng ta cố lên. Chào ngươi. Ôi trời, ngươi cũng như chúng ta hả? Ngạc nhiên chưa? Ngươi từ đâu tới? Kiểu gì chúng ta cũng làm bạn với nhau đi. Ta tên Jack, còn bạn này là Don. Còn ngươi? Chào các bậc thầy giày dép, tôi là Bertie. Tên này gọi chúng ta là chuyên gia giày dép thì đúng ghê. Ngươi nhập bọn với ta đi, rồi ta truyền nghề cho. Tôi bị rơi cho một chiếc giày ở ngoài chợ, rồi không hiểu sao lại ở đây. Hai anh thì thế nào? Chúng ta cũng vậy, ngủ gục trong mấy đôi giày. Bác thợ vô tình gom giày đây. May cho bác, chúng ta biết nghề giày nên ở đây giúp bác, chứ một mình bác làm hổng xuể. Bây giờ chúng ta kết nghĩa anh em với nhau chứ. Ừ. Kỳ lạ thật. Sao lại như vậy? Giống như thế có ai làm giúp mình vậy đó. Chào ông, tôi mang thêm hai đôi nữa đến nhà ông sửa đây. Vợ tôi khen dạo này ông làm nhanh và kỹ quá. À, được, nhưng mà khoảng 7 ngày tôi mới làm xong đó nghe ông. Ông cố gắng giúp cho sớm nha, tôi năn nỉ ông đó. Sắp tới hội làng mà cả nhà chúng tôi không có tiền mua giày mới. Thiệt là khó quá đi. Ta còn phải đến bệnh viện chăm vợ của ta đang ốm nữa. Biết làm sao cho kịp đây. Các bạn ăn nhanh lên để còn làm việc nha, kẻo ông chủ về trông thấy. Chúng ta cố giúp ông chủ nghèo, vợ ông ấy đang bệnh. Lúc sáng tôi thấy khách đến la mắng ông chủ ấy vì chậm trễ, thật tội nghiệp ông ấy. Các anh vừa làm vừa chỉ dẫn em với. Em làm không đẹp như các anh rồi lại hư giày, khách bắt đền tội nghiệp ông chủ. Ngươi nói nhỏ thôi, xem kỹ ông chủ đang ngủ chưa. Ông ấy là mệt quá nên ngủ rồi, yên tâm. Ê trời ơi, ai đó? Các chú làm gì ở trong nhà của ta vậy? Các chú là ai? Sao hả? Nói cho ta nghe, các chú từ đâu tới? Chúng tôi là cư dân của làng Tí Hon. Thì ra là các chú tốt bụng. Ta cảm ơn các chú rất nhiều vì đã mai dài giùm cho ta. Sao hả? Cháo lúa mạch của ta có ngon không vậy? Dạ, dạ, dạ ngon lắm hả? Mấy chú đi ta buồn quá, hàng ngày ta sẽ nhớ mấy chú biết bao nhiêu. À, các bạn ơi,
cục chia ly sao buồn quá. Ta nhớ nơi này và tiệm giày dễ thương. Đây không phải là nơi chúng ta sống. Chúng ta phải tìm đường trở về nhà của mình thôi. Giờ chúng ta có thêm tí hon nữa. Vâng, em đi về nhà các anh. Sau đó các anh giúp em tìm về nhà em nhé. Em nhớ ba mẹ lắm rồi. Chim ơi, ta đang lạc đường. Giờ ta không biết làm sao để đến nơi đó. Cô gái xinh đẹp, cô định đi đến đâu? Chim ơi, ta là một cô gái mồ côi, giúp việc trong một gia đình giàu có. Hôm qua, ta nhận được một lá thư ký tên người tí hon gửi cô Perez. Bức thư nói gì vậy? Ta không biết chữ, nên nhờ người đọc giúp ta. Bức thư nói, ta hãy đến giúp một em bé đang ốm trong làng của người tí hon. Ai cũng khuyên ta hãy đi, vì đó là một việc tốt. Ta cứ thắc mắc hoài, vì sao họ lại biết ta, một cô gái nghèo làm thuê. Ta có thể giúp gì cho họ? Đến đường đi, ta còn không biết. Thế, họ không chỉ đường cho cô hay sao? Họ có vẽ trong lá thư, nhưng ta nhìn chẳng hiểu gì cả, nên quên rồi. Ôi chào, khó quá. Để tôi nghĩ xem. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi có người bạn tí hon, nhưng giờ bạn ấy đang ở đâu thì tôi không biết. Cô ngồi đây, tôi bay cao lên, xem bạn ấy ở đâu nhé. À, thật may quá là may. Ta tìm thấy tí hon rồi. Tí hon ơi, dậy, dậy đi. Ủa, người gì mà bé tới vậy nè? Chàng ngự lâm pháo thủ tí hon, ta đang nằm mơ chăng? Cô gái xinh đẹp kia, người cần chúng ta giúp việc chi? Perez, cô làm gì thế? Wow, đẹp quá. Đây là làng của chúng tôi. Chúng tôi đi lạc nhiều năm, giờ mới tìm đường về được. Tí hon hãy ở lại nhé. Đây là nơi dành cho những người nhỏ bé như chúng ta. Kìa, về rồi. Thằng sắt với thằng lớn về rồi kìa. Cuối cùng nó cũng về rồi. Ê, dân làng ơi, trời ơi, Jack và Don về rồi kìa. Chủ làng ơi, chủ làng, ông có nhận ra tụi nó không? Ta nghe nói Jack và Don có đưa thêm người về phải không? Như vậy hai người sẽ được thưởng vì có công giúp tăng thêm dân số cho làng của ta. Nào nào, mọi người hãy vào đây, vào đây. Ô, một đứa bé chỉ bằng nửa ngón tay út của ta. Chính ta đã viết lá thư mời cô. Đây là con của ta, nó bị thương. Người làng nói hãy tìm một cô gái khổng lồ, xinh đẹp và tốt bụng đến. Trước đây nó luôn cười đùa rất vui, nhưng từ khi nó bị thương là nó không có cười nữa. Cô sẽ giúp chúng tôi lấy lại nụ cười cho nó chứ, cô Beret. Bé đang sốt, nó làm cho bàn tay tôi cũng nóng theo. Nhưng chúng tôi không biết cách chữa cho nó. Tôi có mang theo ít lá thuốc đây, thuốc này tốt lắm. Đứa bé nhỏ xíu này cần một ít thôi là khỏi bệnh. Mọi người tìm giúp tôi một cái giỏ trứng chim. Ở đây rất an toàn, cảnh đẹp, mọi người rất thương nhau đó tí hon. Thế ba mẹ của tôi có thể đến đây ở không? Nếu mà họ đến được thì tôi sẽ ở đây suốt đời. Ừ, được chứ. Nhưng họ sẽ khổ sở vì thế giới nhỏ bé của chúng ta lại quá chật chội đối với họ. Như cô Perez kia, cô mới đi mấy bước là hết khắp cả hang rồi. Giỏ trứng có nhiều chất vôi chất bổ. Chào cô gái xinh đẹp khổng lồ, ta chưa uống thuốc mà đã khỏe rồi. Cảm ơn cô đến thăm ta. Ôi, công tử bé nói rồi, còn nói to rành mạch rõ ràng nữa chứ. Đưa giỏ trứng cho ta uống với. Nấu thuốc trong giỏ trứng hả? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Thích quá. Ê, trời ơi, con trai bé bỏng của ta. Coi nó cười rồi kìa, y như một ông vua tí hon vậy đó.
đây là nơi tiếp đón những ai được dân làng yêu quý nhất. Hai người cứ ở đây thật thoải mái nghe. Hay là ở lại đây luôn càng tốt. Dạ thưa ngài, khách quý mà bị nhốt lại như vậy sao? Họ sẽ trách chúng ta bây giờ. Ta không còn cách nào khác, vì quý họ mà đành phải làm như vậy thôi. Vài ngày nữa, biết đâu họ sẽ quen mà chịu ở đây. Lúc đó ta sẽ thả họ ra. Người đó phải nhớ tiếp đãi và cho họ ăn uống thật thịnh soạn đó nghe. Tí Hon ơi, người tính sao? Ta thấy người ở lại nơi này rất tiện cho ngươi. Còn ta phải về. Ta cần về với nơi quen thuộc của ta. Tôi cũng phải về nữa. Tôi còn cha mẹ, họ thương tôi lắm. Tôi xa nhà quá lâu rồi. Tôi muốn sống với gia đình của tôi. Nhưng ngươi không thấy rằng thế giới của chúng ta rất bất tiện đối với ngươi sao? Ngày nào ngươi cũng gặp nguy hiểm. Hãy ở lại. Ta sẽ đi tìm cha mẹ của ngươi và báo tin cho họ. Vì thương ngươi nên họ sẽ chịu để cho ngươi sống ở đây. Nhưng trước khi cô đưa được cha mẹ tôi tới, có khi tôi phải đưa cô về đó. Phải đó. Ngươi thật là dũng cảm và tự tin. Chúng ta thử tìm cách thoát ra ngoài xem sao. Cô yên tâm, tôi là sâu chui cửa mà. Cô chờ đấy, tôi chui ra ngoài được rồi. Tôi sẽ tìm cách mở khóa. Cô ơi, có cách rồi đây. Cô hãy uống loại thuốc này đã. Uống xong, cô sẽ khỏe hơn để chúng ta thoát ra ngoài. Sao tôi lại trở thành nhỏ xíu như Tí Hon vậy? Thì ra thuốc này là vậy. Cô đừng sợ, thoát được chúng ta sẽ tính tiếp. Chúng ta đã đi đúng đường rồi. Đây là những hòn sỏi tôi đã trải để làm dấu. Cô Beret ơi, hãy dừng lại. Xin hai người đừng sợ. Tôi thấy mất một lọ thuốc nên chạy theo đưa lọ thứ hai đây. Cô hãy uống vào nhanh, kẻo không kịp, khi trời sáng thuốc sẽ mất tác dụng đó. Thật vô cùng cảm ơn ngươi. Xin tạ lỗi với làng Tí Hon vì chúng ta phải trở về. Chúng ta sẽ quay lại thăm chủ làng, công tử Nhí và mọi người vào một dịp khác. Hai người đi đi, đừng có ngại. Dù là Tí Hon hay Khổng Lồ, ai cũng phải trở về với mấy nhà quen thuộc của mình mà. Beret ơi, tôi sẽ vào trong bụng sói đây. Cây kiếm sẽ chỉ đường cho cô về nhà tôi. Tôi sẽ tìm cách về sau nhé. Chào cô gái, cô là ai? Chào ông bà, cháu là Beret, bạn của Tí Hon. Hả? Tí Hon, Tí Hon yêu quý của chúng tôi. Xin cho biết nó đang ở đâu? Trên đường về đây, chúng cháu gặp chó sói. Tí Hon để sói nuốt vào bụng, cho cháu chạy đi. Nhờ kiếm chỉ đường nên cháu đến đây. Ông bà ơi, Tí Hon đang gặp nguy hiểm. Ông bà hãy báo với mọi người tìm giết sói để cứu Tí Hon đi ạ. Sói ơi, ta biết người đang đói bụng. Ta sẽ chỉ cho người đến chỗ có thức ăn ngon. Ngươi làm theo lời ta nhé. Sói ơi, hãy giả làm người nông dân để lừa họ mới có thức ăn mình muốn. Cô ơi, cho con khỏi thăm đường đến nhà ông bà xong. Nhờ thông minh và lanh trí, Tí Hon đã tìm được cách về nhà. Dân làng đã cứu Tí Hon thoát khỏi bụng sói. Tí Hon thấy ông bà John đã già đi rất nhiều, thì ra cậu đã phiêu lưu được 20 năm, vì một ngày trong thế giới của làng Tí Hon dài bằng 20 năm ở bên ngoài. Nhưng Tí Hon không tiếc nuối, cậu đã trưởng thành. Mừng hơn nữa khi gia đình có thêm thành viên là nàng Keret hiếu thảo xinh. Ngày xưa ở vùng Tây Nguyên có hai anh em, người anh tên Pha vốn trầm tĩnh, khéo tay, trắng trẻo và thổi sáo rất hay. Trái ngược với người anh trai, người em tên là Dông lại đen đúa xấu xí nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi.
Pha và Dông mất cha từ sớm vì hai anh em bị Du Quan ăn trộm chỉ đỏ mà mẹ phải đi ở cho chúa làng. Nhưng chẳng may mẹ của hai anh em cũng qua đời từ khi Dông và Pha lên 8 lên 10. Từ đó Pha thay mẹ chăm sóc Dông lớn lên và rất yêu thương nhau. Hôm nay em tìm được măng sao? Lại còn bắt được cá nữa. Em đào mãi mới được 2 cây măng. Cá dưới suối nhiều lắm, nhưng em chỉ bắt 2 con thôi. Rau và quả em hái đều ăn được, nhưng nấm này là nấm độc, không ăn được đâu. Em thấy con ốc sên ăn, nhưng nó không bị sao hết. Thường nấm độc có màu rất đẹp. Có những loại nấm độc con vật ăn được, nhưng con người không ăn được đâu. Anh giỏi quá à, chuyện gì cũng biết. Anh học được gì từ cha mẹ cũng sẽ dạy hết cho em. Nè, anh đang gùi cho em xong rồi, mai mình vào rừng anh sẽ dạy lại cho em. Anh dạy em cưỡi voi đi, em tập mãi mà nó chưa chịu cho em cưỡi. Mày kiên nhẫn để Dông tập nha. Dông còn nhỏ, chưa hiểu được ý mày nên mày không thích hả? Nào, cúi xuống cho Dông trèo lên lưng nghe. Mày nhiều chuyện quá đi. Đi nhanh lên, không tập nói ngươi. Mày ông lên cái cá bây giờ. Anh ta giỏi quá à. Khi nào em mới thổi sáo hay đến mức mê hoặc được cả muôn thú như anh? Tối về anh sẽ dạy cho em. Giờ em đưa voi ra tắm, nó thích được kỳ cọ lắm. Em tắm cho nó sẽ càng thích em. Mình đói đến mất qua mắt rồi đây nè. Con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi, hắn trẻ đẹp béo tốt như người cận vậy đó. Gương thơm, mau hiện cho ta thấy nào. Thằng đen đuốc xấu xí vậy? Không phải người đó, người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Hắn thật là đẹp trai, da trắng mịn, tóc đen nhanh, lại còn thổi sáo hay nữa, rất thích hợp làm chồng ta. Chắc Dông đã tắm cho voi xong rồi, chuẩn bị về thôi. Anh ta, em đứng được trên lưng voi rồi nè. Dông, Dông ơi, cứu anh với. Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi! Anh Pha! Anh Pha ơi! Anh Pha ơi! Anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng, có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. Quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi, ở trong rừng
nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu, ta là sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Hey, nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng, rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cái sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa, mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. Đúng cái cây này rồi. Nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ đây làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh, cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì, đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha.
Ta ra suối hút nước dập tắt con lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu, làm sao để cứu anh Pha đây? Tìm mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi, chắc nó là em trai của tên kia. Cứu tao với, ta không biết bơi. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta tự miệt xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã, đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đôi quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. À, cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói. Để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ? Ta là thần núi Chư Lây, ngài quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình, nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lây giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dông đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm Dông ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc đen đuốc.
gầy còm xấu xí đó, nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về, 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó chọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao, để tao còn đi cứu anh trai nha. Mình có nhìn mãi thì chắc hạt giống cũng chưa nảy mầm ngay đâu. Thôi, giờ mình đi nghỉ ngơi, để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha, không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Anh Pha còn chưa kịp dạy mình thổi sáo nữa, mà mình biết thổi chắc cũng chẳng mê hoặc được con người và muôn thú như anh ấy đâu. Ê, mày ra đào đất lấy hạt giống lên, rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên, chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi, hạt nảy mầm rồi, sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ, để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem, ngươi đủ sức gùi nước cả ngày không? Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại ngủ quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để tầng núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm, vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi?
Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Nè, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì vùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua ba mùa rẫy, dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai, ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc vì cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Dông đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đến tiêu diệt cô đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Cha ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tuy hơi đen một chút nhưng không sao, vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta. Lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ tìm ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên Thổi Sáo đó. Thì ra là thằng dốc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo hay nên ta chưa ăn thịt đâu. Hay, ta phải tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Hả? Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào động mà trốn đi. Ta
trời ta ra. Để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngươi cũng khỏe đó, vẫn chạy theo kịp ta. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm. Ngươi có chạy qua bao nhiêu ngọn núi, ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít, mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá. Bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lừa mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi. Mau quay về động quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Đừng tưởng bở. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Có thường đau và khiên của thần núi mang cho ta. Ngươi đúng là khác. Nếu ngươi chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi canh rừng. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Thank you.
Khi nào không chống cự nổi thì mở ra. Quỷ dữ kia, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Ngươi sợ nên trốn rồi sao? Ngươi tránh ra, để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha, anh Pha ơi. Là giọng của Dông, nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi, anh hãy thổi sáo đi. Đúng rồi, tiếng sáo mình đã nghe khi gặp hắn trong rừng. Quỷ dữ xấu xí kia, mở mắt ra nhìn ta đi. Ta không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Dông, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Dông ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu vang vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Dông đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Dông và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau.